Xin chào tất cả các anh em nha. Video anh em nhận thêm một số token trên Di Trúc Wallet tiếp theo nha các anh em. Video này mình hướng dẫn cho các bạn nhận 10.000 token RIP và thêm một con nữa là phần và một con 5.000 token và 5.000 thêm 5.000 token The River này nè. Rồi. Mình thì link mình có để trong nhóm Telegram group của mình nha các bạn. Đây nè. Phần để mình chờ mình bắt con chắc của nó vào. Ngoài chờ một chút xíu các bạn. Rồi. Các bạn nào muốn có link thì các bạn lướt xuống nha các bạn. Vì mình đã bot trên nhóm group thì mình không có gắn game các bạn. Tại vì mình sẽ cập nhật nhiều lắm. Con chắc của nó nè các bạn. Rồi mình sẽ bắt con chắc của nó vào nè. Rồi các bạn copy nha các bạn. Đây mình tôi cần ghép gì nè. Rồi mình gửi trong group nghe. Rồi các bạn chỉ việc copy con chắc này rồi bạn mở Di Trúc Wallet của mình ra nè. Rồi các bạn cũng tiếp tục nhấp vào vô cộng này nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào một tìm kiếm nè. Rồi các bạn chờ lót chút xíu các bạn. Rồi các bạn chỉ việc mở ra thôi. Rồi các bạn mở ra rồi bắt up lên các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 10.000 token gift nè và 5.000 token trơn này. Mình sẽ để hai con chắc của hai token này trong nhóm group các bạn. Bạn nào mới vô thì các bạn nên lướt xuống các bạn. Tại vì có số bạn mới join vào các bạn lướt xuống kiếm những con chắc nữa nè. Còn bạn nào muốn chưa nhận mấy token thì bấm vào một game binet nè. Thì các bạn sẽ thấy những con chắc này nè, token này các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.